đầu đều đen hả? Bắt đầu là 12 là 30 1, dạ giữa 2 là đó là rước riết thì lên đền lắm đúng không? Không, ừ, có cũng đại đàn, cũng đàn thôi. À bên cũng đàn đầu năm thôi, nhưng mà tới cái ngày 8, 9 á, cái gì á là mới cũng lớn, là đó là đại lễ Đức Giêng Chí Tôn.